Vâng, xin chào tất cả mọi người và xin chào bà con nhé. Ngày hôm nay thì cửa về anh em lại lên cho bác một lô máy tổng hợp này. Hôm nay em vừa mới lên về một lô máy cực kỳ nhiều luôn. Đó thì cứ lên mỗi con tiêu biểu một vài con cho các bác lựa chọn nhá. Ok thì cửa hàng Việt Anh em thì chuyên về tất cả dòng máy bãi như máy cưa xích, bơm nước, thổi lá, tỉa cành. Số điện thoại mọi người liên hệ là 0961 350 530. Số điện thoại nữa là 0812332686 nhá. Hôm nay em có sới này. Đấy. Cắt cỏ đẩy này. Bình xịt thuốc này. Cái này là máy xịt thuốc nhá bác nhá. Máy xịt thuốc này. Có máy bơm nước này và bình xịt thuốc. Rồi ok. Các bạn đang xem video của em thấy hay cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chuông thông báo nhận video sớm nhất tại cửa hàng bên em. Sau đây thì em giới thiệu chi tiết từng sản phẩm ngày hôm nay đầu tiên cho các bác nhé. Ôi rồi, thì đầu tiên cho các bác đó là một em sới của Robin dòng 4 thì nhá bác nhá. Các dòng máy mà giá rẻ, chạy khỏe mà ổn định cao. Các bác không thích những chiếc máy mà xăng pha nhớt thì các bác sử dụng dòng 4 thì xăng riêng nhớt riêng, chỉ việc đổ trực tiếp xăng và là chạy nhá. Em này thì đã dọn lỗ ngon lành cho các bác này. Thì vệ sinh thì nó chưa được kỹ lắm, nhưng mà bác nào chốt em này thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ. Và các bác mua máy thì bên em thì máy bác máy thì bao ngon, giá bao rẻ và bao ship các bác nhá. Nhận máy cho các bác thì được kiểm tra máy, test máy, thử máy, cảm thấy ok thanh toán này. Rồi quay lại thì em máy sới đất này thì thứ nhất về bộ răng, răng là 20-20 nhá bác nhá. Em này thì sới được độ sâu từ khoảng 15-20 cm. Đấy, dòng này thì sới ở những ruộng đắp lên làm đất trồng cấy ấy, thì rất là hiệu quả này. Hay là các bác nào trồng trọt, chăn nuôi, đấy, sử dụng những chiếc máy này để mà mình vun cây ăn trái thì cực kỳ ok các bác nhá. Tuy một số dòng máy lớn thì nó hiệu quả sẽ cao hơn, nhưng mà những đổi lại thì những dòng máy bé như này này, các bác luồn lách được những vào gốc cây, những vườn cây ăn trái, luồn lách vào để sới đất này, làm tơi đất lên để trồng cây thì rất là ok cho các bác nhá. Em này thì công suất của nó là 35cc, lòng của nó là lòng 40 ly các bác nhá. Động cơ máy 4 thì rất là khỏe, công tắc đầy đủ cho các bác nhá. Riêng dòng máy này thì không có số các bác nhá, chỉ việc giật lỗ là máy chạy thôi. Rồi, em này thì bán cho bác giá là 3 triệu các bác nhá. 3 triệu bao ship cho các bác này. Rồi, em số 2 ngày hôm nay đó là một em máy cắt cỏ đẩy. Đấy, có cả chân trống nha các bác nhá. Đấy, cả chân trống này. Động cơ sử dụng cái động cơ của Mazu Rangma các bác nhá. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, em này thì động cơ nó là 26cc lòng 34 ly. Em này mới đến 80-90% cho các bác. Đấy, keng xe beng cho các bác luôn. Các bác nào mà lớn tuổi rồi, muốn ở nhà rảnh rỗi, muốn cắt cỏ, đấy, sử dụng những chiếc máy đeo lưng thì nó khá là nặng nhọc, thì mình sử dụng những máy đẩy nha bác nhá. Đẩy đến đâu là hết sạch luôn rồi đấy. Đây là cái bộ mà cuột cước này. Đấy, thì mua một chiếc này thì em sẽ tặng cho bác là dao, dây đeo, chắn cỏ, cuột cước đầy đủ hết cho các bác. Đấy, về các bác chỉ việc đổ xăng hoặc là chạy thôi. Rồi, em Mazu này thì bán cho bác giá ngày hôm nay chỉ có là 2.200.000 các bác nhá. 2.200.000 em Mazu đẩy này. Tiếp theo, đấy là một em hàng châu bò. Thì em này thì rất là buồn vì nó bị bẻ mất một bánh bên này. Đấy, nên là em này thì giá sẽ rẻ thôi. Đấy, vì bánh bên này nó bị gãy mất. Các bác nào mua về lắn lại hay là thay cái bánh khác nha bác nhá. Em này là động cơ của nó là động cơ của Kawasaki TD33 các bác nhá. 33cc, lòng của nó là lòng 40 ly, 38-40 ly. Và cái con Kawasaki TD này thì các bác có thể tháo rời ra, kể cả con Mazu cái nữa. Các bác vừa cắt cỏ đẩy, ví dụ mà trong cái địa hình dốc thì các bác có thể tháo rời ra lắp cần vào nhá. Giá trị của một chiếc cần nó rơi tầm khoảng 400.000 đấy. Đấy, một chiếc cần cho bác đầy đủ hết, phụ kiện cho các bác để về dùng. Đấy, đây các bác soi kỹ này trong một lượt cho các bác này. Make in Japan đầy đủ hết cho các bác nhá. Kawasaki. Rồi, em này thì giá rẻ thôi, bán cho bác giá chỉ có 1.800.000 thôi bác nhá. 1.800.000 một em cắt cỏ đẩy của Kawasaki TD33. Rồi, tiếp theo đến rất là nhiều bác hỏi em là đợt này không về cái dòng máy mà có dây, có bình xịt. Đấy, bình 50 lít thì đợt này cái hàng đấy thì nó về ít nha bác nhá. Hôm nay em lên cho các bác một chiếc máy ngang máy rửa xe luôn. Sử dụng động cơ đầu của nó là đồng Mitsubishi TU26. Công suất của em này là 26cc lòng 34 ly. Tum rời này. Đấy, tum rời thì bán cho các bác cả cần nữa. Các bác vừa xịt thuốc được, các bác vừa về cắt cỏ được nhá. Đấy, bộ đầu ti này. Đấy, bơm ti này. Bơm đầu ra đầu vào đầy đủ hết cho các bác nhá. Điều chỉnh này, áp suất này. Đấy, cuộn dây này nó rơi tầm khoảng là 5-60 mét cho các bác nhá. Đấy, cái này thì trọng lượng nó rơi tầm khoảng 20 ký. Không đến, tầm khoảng đến 10-15 ký thôi. Các bác xách ra vườn. Đấy, xong mình cho lên một cái tét nước hay là một cái bình nước mình pha thuốc.
Đấy, cắm vòi xuống và giật máy lổ là mình kéo dòng dây đi. Dòng cái dây này đi. Đấy, đây các bác này, kéo dây đi này. Xong các bác làm xong thì ở đây có một bộ phận thu dây về nhá. Đấy, các bác chỉ phải quay về máy và thu dây về thôi. Đó. Máy thì đã chạy lổ ngon lành các bác nhá. Máy lổ ngon lành hết từ A đến Z cho các bác rồi. Rồi, em này thì bán cho bác giá là 3 triệu 200 ngàn bao ship cho các bác nhá. 3 triệu 200 ngàn. Tiếp theo, đấy là một em bơm nước của Kubota. Đấy, mấy cái giờ bác hay hỏi về dòng Kubota hay là dòng bơm nước 4 thì nhỏ gọn, chạy khỏe bền để mình về tưới tiêu hay là mình dùng để hút phân bón lên tưới tiêu cây trái. Thì đây, một chiếc Kubota 4 thì các bác chỉ việc đổ xăng và chạy này. Em này thì họ sử dụng cái họng ra họng vào là 34 các bác nhá. Họng ra họng vào 34 này. Lưu lượng nước của em này đạt tới là 140 lít trên 1 phút. Đấy, đẩy con này là đẩy 36 mét nhá. Rất là khỏe luôn. Đổ xăng một phát là giật là máy chạy thôi. Em này thì đã dọn lổ ngon lành cho các bác nhá. Em này thì để cho bác giá 2 triệu. Máy thì còn khá là mới này. Từ dây tiếc các kiểu. Khá là mới cho bác luôn. Kubota. Một thương hiệu rất là nổi tiếng các bác nhá. Họng ra họng vào 34. Rồi. Tiếp theo, đến một em Robin. Em này thì là 3 HP các bác nhá, 3 ngựa. 3 ngựa, 3 ngựa rưỡi này. Đấy, em này thì khỏe rồi, mới rồi. Mới 90%. Động cơ này. Đấy, cái này thì ở bên ngoài thì nó đây các bác nhìn này, còn bóng nhẫy luôn. Chưa xước sát gì cả nhá. Máy rất là mới luôn. Họng của em này là họng 48 à. Đúng rồi. Họng em này là họng 48 nha các bác nhá. Và lưu lượng nước của em này là 270 lít. 270 lít trên 1 phút. Và cái đẩy của nó là đẩy được 26 mét. Nếu dụ mà tương đương là các bác đẩy đi khoảng là 300 mét. Đấy, 300 mét. Và vẫn giữ được lưu lượng nước là 270 lít. Còn có thể đẩy xa hơn thì vẫn ok các bác nhá. Đấy, em này thì Robin. Đó, đổ xăng và là lổ giật lổ thôi. Máy mới lên 80-90% cho các bác. Đầu bơm bình xịt này. Quá đẹp luôn, seri này. Đấy. Đầy đủ cho các bác nhá. Rồi, em này thì bán cho bác giá là 2 triệu 300 ngàn các bác nhá. 2 triệu 300 ngàn một em Robin. Bình máy bơm nước. Ok, sau đây thì đến 2 chiếc bình xịt thuốc này. Một đầu tiên là một chiếc bình xịt thuốc của Robin. Đây, Robin ECO. Em này thì bơm có rất là mới này, động cơ cũng mới luôn này. Bình thì ok, 15 lít. Em này thì bán cho bác giá cực kỳ hữu nghị luôn. 1 triệu 300 ngàn. 1 triệu 300 ngàn. Em Robin này, đổ xăng phát là chạy thôi. Xịt thuốc thì nói chung là các bác nào dùng gia đình xịt thì ok luôn. Hai em nữa là những cái này thì mình về đẩy lên để tưới cau ấy, hay là tưới dừa, hoa dừa thì rất là ngon nha bác nhá. Vì động cơ Robin này nó chạy thì cực kỳ bốc cho bác luôn. Động cơ 2 thì nhá, đổ xăng pha nhớt này. Cái này thì các bác được mua thì được tặng kèm là một chiếc tim mở buji. Tất cả phụ kiện ngày hôm nay cái máy móc em bán cho các bác thì được tặng kèm là tim mở buji này, một chiếc buji này. Đấy. Và bao ship cho các bác luôn. Nhận máy thì các bác được lổ máy, test máy, thử máy, cảm thấy ok thì thanh toán nhá. Rồi, một em Robin 10 bình 15 lít cho các bác giá 1 triệu 300 ngàn. Và cuối cùng, sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay đó chính là một em máy 4 thì của Honda. Em này là Honda GX31 các bác nhá. 31cc. Lòng của nó là lòng 36-37 ly. Đó. Bơm cái này là có 2 dây bơm cho các bác nhá. Đây. Đấy, một bên này. Còn đây một dây bên bơm nữa nha các bác nhá. Đấy, đều có 2 dây bơm cho các bác luôn. Bơm. Rất là đẹp luôn. Hai nữa là các bác con này thì các bác tháo ra. Các bác nào mua về xịt thuốc cũng được mà các bác không tháo ra lấy cái đầu máy cũng ok các bác nhá. Đấy. Giá thì hôm nay em để cho các bác giá em này thì có 2 triệu 200 ngàn thôi. 2 triệu 200 ngàn và cái bình này của nó là bình 15 lít các bác nhá. Bình 15 lít này. Đấy, còn rất là mới luôn. Dây đeo hay là đeo lưng này, đệm này. Còn rất là mới luôn. Đây, động cơ này. Hơi rất là khỏe nha các bác nhá. Đấy, cái dòng này là xịt thuốc này là xịt thuốc của Kimurit. Đấy, nhưng mà nó nắp dán tem đây thôi. Còn tất cả là động cơ của Honda. Đấy, đây Honda được đóng lốc ở đây luôn. Đấy, đây này, Make in Japan cho các bác nhá. Đấy, đấy. Số khung, số máy này. Đóng lốc này, Make in Japan cho bác này. Một em Honda GX31. Rồi, em này thì bán cho bác là 2 triệu 200 ngàn. Rồi, ok. Em vừa lên cho các bác là một lô máy tổng hợp gồm có là máy sấy đất,
xe đẩy, cắt cò đẩy này, bình xịt thuốc này, máy xịt thuốc này, máy bơm nước này. Đấy, các bác là có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm thì cứ liên hệ số điện thoại giúp em. Số điện thoại cửa hàng là 0961350530. Số điện thoại nữa là 0812332020. Xin lỗi các bác, 0812332686 nhá. Rồi ok, thì sau đây em xin phép kết thúc video. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Các bác có gì cần bình luận thì cứ liên hệ ở bên dưới giúp em với. Đó, cần chia sẻ thì cứ liên hệ bên dưới cho em. Rồi, xin chào tất cả mọi người.